Mến chào các bạn, mình là của nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì mình xin mời các bạn theo chân mình quay trở lại làng hoa Sa Đéc để tiến hành thực hiện cái lễ khởi công của nhà phố 2 tầng ở Sa Đéc, Đồng Tháp các bạn. Với cái diện tích xây dựng chiều rộng mặt tiền là 5m và cái chiều sâu là 17m và phần nở hậu là 2,3m. Đường thiết kế theo phong cách bán cổ điển, một trệt một lầu. Mỗi nhà phố này do bên đơn vị mình tư vấn thiết kế và xây dựng chọn gói cho cô chú ở làng hoa Sa Đéc. Và ngày hôm nay tiến hành thực hiện cái lễ khởi công động thổ xây dựng công trình. Hiện nay khi xây dựng nhà thì có 3 cái thời điểm quan trọng mà bà con mình cần nên chú ý. Đó chính là cái ngày khởi công, cái ngày lợp mái và cái ngày dọn nhà vô. Có thể nói rằng là 3 cái ngày này thì không thể bỏ qua. Tuy nhiên có một số các gia chủ thì mình có xem thêm cái ngày gáp cửa cái. Về cái mâm lễ cúng khởi công thì cũng tùy thuộc vào gia chủ. Mình có thể là cúng chè, xôi, trái cây, bộ tâm sơn, hoặc là mình cũng có thể là cúng gà, vịt và heo. Tuy nhiên một cái mâm lễ đầy đủ là nó gồm có là trà, bánh, hoa quả phải không các bạn. Và cái nhà phố này bên đơn vị mình thực hiện xây dựng trong cái thời gian là 3 tháng. Như các bạn đang quan sát thì cái mặt bằng cũng rất là rộng rãi và mặt bằng rất là sạch, rất là đẹp phải không các bạn, rất là thuận lợi trong quá trình thi công. Về cái quá trình cúng khởi công thì gia chủ là người cúng chính, chính vì vậy mà sẽ thực hiện ghi lễ trước. Sau đó đơn vị thi công sẽ tiến hành thực hiện cúng sau. Giờ đây phương án xây dựng nhà trọn gói được rất nhiều bà con mình lựa chọn xây dựng vì nó rất là rõ ràng từng cái chi tiết ở bên trong, từ bản vẽ thiết kế cho đến chủng loại vật tư. Có thể nói rằng là không còn những cái ẩn khúc và những cái điểm nào mà có thể nói rằng là còn trở ngại phía bên trong. Chính vì vậy mà cái phương án xây dựng trọn gói hiện nay cũng được rất nhiều bà con mình lựa chọn. Và các bạn hãy chờ xem sau thời gian 3 tháng bên đơn vị mình thực hiện xây dựng cái ngôi nhà phố này nó như thế nào, thì mình sẽ thực hiện một cái video chi tiết gửi đến mọi người tham khảo.